Thưa quý vị, đến ngày giỗ tổ hàng năm thì người dân các vùng xung quanh núi Nghĩa Lĩnh lại tụ hội về đền Hùng. Họ đến đây và đem gạo nếp để tự tay làm ra những chiếc bánh chưng, bánh dày dâng lên vua Hùng. Năm nào chị Nguyễn Thị Lệ Hằng, một người dân ở xã Hùng Lô cũng tham gia thi gói bánh chưng để dâng lên vua Hùng. Gạo nếp để làm bánh được chị Hằng chọn lựa rất kỹ càng. Bây giờ chọn gạo gói bánh chưng mà gạo ngon nhất là gạo nếp hoa vàng, rất là thơm ngon mà hạt gạo rất rộng. Được sung sướng nhất là khi đến đền Hùng để ta gói một cái bánh mang lên dâng cho vua tổ. Cái tâm tư của chúng tôi rất là phấn khởi và tự hào. Còn đối với người dân tộc Dao ở huyện Yên Lập, Phú Thọ thì họ lại có cách khác để thể hiện lòng thành kính đối với các vua Hùng. Tất cả củi để luộc bánh chưng đều là củi quế, được họ đem từ quê Yên Lập về đền Hùng để luộc bánh chưng và nổ xôi. Phải đem từ cây củi quế, từ ở trên đồi, trên nương mình ấy, đem từ nhà ra đến đây, một đóm củi ở đây để sẵn cho những cái nồi lửa nó to này. Đấy, còn ở ngoài củi đây sẵn như thế này nhưng mà không được ưng ý lắm nên là phải đem củi từ nhà ra đấy ạ. 15 đội đến từ các vùng miền tham gia thi bánh chưng, bánh dày dâng lên các vua Hùng. Mỗi đội sẽ phải gói 10 cái bánh chưng và làm 10 cái bánh dày. Ông Nguyễn Đắc Hạnh là người làng Mộ Chu Hạ, một ngôi làng làm bánh dày ngon nổi tiếng ở vùng đất tổ. Năm nào ông cũng tham gia làm bánh dày để dâng lên các vua Hùng. Đến năm 1990 là năm nào chúng tôi cũng đi phục vụ giỗ tổ Hùng Vương. Bánh dày của chúng tôi là truyền thống, là cối đá chày tre mà không bao giờ mai mốt, có nghĩa là bỏ đi được mà chúng tôi phải giữ duy trì. Đối với tâm tư và nguyện vọng đối với bản thân tôi cũng như là toàn thể đồng bào cả nước cũng như nước ngoài là gửi gắm cái tình cảm mọi miền đất nước để tấm lòng để gửi gắm để cúng tiến cho vua Hùng những cái bánh thơm ngon nhất. Theo sự tích bánh chưng bánh dày, trong giấc mơ của hoàng tử Lang Liêu đời vua Hùng Vương thứ 6 có một vị thần hiện lên và nói rằng ở đời không có gì quý hơn hạt gạo. Dùng gạo mà làm ra bánh thì vừa ngon vừa quý. Trải qua hàng nghìn năm, những chiếc bánh chưng vuông, bánh dày tròn, biểu tượng của đất và trời, biểu tượng cho lòng hiếu thảo của những người dân đất Việt vẫn được các thế hệ con cháu ngày nay gìn giữ, gắn với tục thờ cúng tổ tiên, với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương của dân tộc Việt Nam.